lớp cánh mở này nó đang bị dài của đoạn này nó sẽ hơi khó một chút với mọi người này, thì phải chia khéo thôi. Ngay cả đoạn này những cái khoảng hở trắng này để nhiều thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà để nhiều như quá thì không nhìn được. Thế là chị rộng chưa đi khéo đoạn này thì là chị có thể được cái nét từ đây này, có thể vào thêm một nét nhẹ nhàng này đây là được. Cành này chỗ này chị lấy chưa vào như lúc chị cành nhánh ban đầu thì sao, như chị nhìn này em kia có thể được màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Phần thế sợ này là chỉ có một chút đây thôi, còn đâu là gần như đến đây nhạc trường nhà thì phần chia rất là ít bạn chia đấy. Xong rồi mới đậm nhớ nhìn ở cái đĩa nữa, bạn lấy mực này thấm xong lấy mực đậm chia tiếp nhạc chia đây rồi xong lấy cái đậm xong chia ở đây nữa thì nó sẽ lôi cả hai cái nó cộng vào nhau một cây bút là như vậy. Thì đưa ra một nét thì ba cái nó sẽ có, khi đưa ra thì mới được một nét như ý, và khi đưa xuống ấy bài này ấy, thì thứ nhất là chưa hợp lý, nó nằm ở phía chân, đúng chính xác là nó phải cái ở đây đá, như thế này đang đổ xuống nó chân, nó chính xác chân thác thì làm chung làm cái này chưa, tức là đụng đến nước mây nước là và hai cái đây là em khó làm dần, giống như tiên là nó chưa ra cái nước ở phía đây ổn này, thần nó ra video là ổn, thêm video nước ra ổn. Mấy cái bài 1, 2, 3 khối này làm trên một đường ống nặng quá đâu, nhưng mà nếu mà thà em để một khối tách ở đây rồi, tách ở đây rồi thì đây ra xa thì mình phải theo luật ra gần chia ra gần tỏ xong chứ nhìn thì nó chỉ ra bên này cục một cục bên bên ổn hơn là khối lớn, bên này từ chia tặng ổn bước này tặng ổn, thậm chí mình thêm một vài tên đá đây giữa tặng ổn này, còn bước cuối thì nhưng mà đáng lẽ là phải chia tách rõ ra một chút nữa, cùng đưa một dưới đây đã mở cho một mảng nó xích ra đây một chút, tùng xích ra đây một chút, cái tùng này thì nó sẽ vị trí như này là ổn, nhưng mà đây đã không có tí gần đấy, cái nhỏ mặt dạng hơn đây em phải có tí này, và đây là thấy mọi người cho vào là coi như là đến là mọi người người ra thì học trước rồi là nhìn tranh này nhìn tranh kia chép là thoải mái rồi. Nếu mà tìm ở những chỗ khác này em là còn đang sẽ đang dạy mấy bạn học mới là những nét này toàn nét lỗi này, bởi vì có nhiều cái ở đây này như mọi người là lúc vẽ được lúc không vẽ được thì mình phải biết là cái nào là mình biết được căn bản, sau mình đi hướng nào cũng được, không cần mẫu cũng được, nhưng mà lúc đầu học là học phải theo mẫu.